chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về việc mua hàng online. Trong thời điểm mà thương mại điện tử phát triển như hiện nay thì các bạn hầu như là có thể mua hầu hết những cái món hàng mà chúng ta muốn chỉ với một cú click thôi mà không cần phải đi ra khỏi nhà. Như vậy thì các bạn đã bao giờ nghĩ đến việc là mua laptop online chưa? Với những cái mặt hàng công nghệ cũng như là có một cái mức giá đa phần là cao như vậy thì các bạn sẽ hơi e ngại một chút xíu trong việc mua hàng online, đúng không? Nhưng mà việc mua laptop online thì nó có rất là nhiều lợi ích, và đặc biệt là khi mà các bạn mua tại FPT Shop thì nó sẽ có nhiều ưu đãi hơn nữa. Và cụ thể nó là gì thì các bạn hãy cùng mình liệt kê ngay sau đây nhé. Hiện tại khi mà các bạn muốn mua một cái sản phẩm laptop nào thì các bạn có thể dễ dàng search trên mạng thông tin của chiếc laptop đó, bao gồm hình ảnh nè, bài review cũng như là video review. Ví dụ như ở đây mình đang muốn tìm kiếm mua chiếc HP Envy 13 phiên bản Core i7 tại FPT Shop đi, thì mình sẽ vào trang web fptshop.com.vn. Trong phần tìm kiếm này thì mình sẽ nhập tên của chiếc HP Envy vào. Đây, mình đã thấy được cái phiên bản Core i7 nó nằm ở đây rồi và mình sẽ nhấp vào đó nha. Và bây giờ thì mình đang ở trong giao diện của cái sản phẩm này. Như các bạn có thể thấy thì chúng ta có hầu như là đầy đủ những cái thông tin bao gồm tên của sản phẩm, mã sản phẩm nè. Và ở dưới đây thì các bạn sẽ có thể xem hình ảnh 360 độ của sản phẩm nữa. Chúng ta có thể tự xoay và xem hết tất cả mọi ngóc ngách của cái sản phẩm này để có thể có một cái nhìn trực quan hơn về chiếc HP Envy 13 mà mình muốn mua. Bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ có ảnh mở hộp nè, tất cả những cái phụ kiện trong hộp cũng sẽ được trình bày ở đây. Chúng ta sẽ có thêm một cái video review nữa để cho các bạn có thể thấy rõ hơn cái sản phẩm đó khi mà lên hình thì nó sẽ như thế nào. Và cuối cùng là một cái phần hình ảnh. Hình ảnh này thì nó sẽ show kỹ hơn những cái góc nhỏ của sản phẩm. Và này là hình ảnh chụp thực tế luôn, cho nên là các bạn sẽ không cần phải lo ngại về cái vấn đề là hình trên mạng và cái sản phẩm thực tế khi mà mua về đâu nha. Kéo xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái bài viết chi tiết giới thiệu về cái sản phẩm này nữa. Cho nên là nói về cái việc tìm hiểu sản phẩm trước khi mua thì các bạn sẽ có đầy đủ những cái bài viết nè, video review cũng như là hình ảnh để chúng ta có thể đảm bảo là cái sản phẩm đó có phù hợp với lại cái sở thích và cái mong muốn của mình hay không trước khi quyết định mua. Trong trường hợp các bạn vẫn chưa biết được laptop nào sẽ phù hợp với nhu cầu cũng như là khả năng tài chính của mình thì các bạn cũng có thể dễ dàng lựa chọn khi click vào icon laptop ngay trên thanh công cụ ở trang chủ. Tại đây thì các bạn có thể lựa chọn phân loại laptop theo phân khúc giá nè, theo thương hiệu laptop, hoặc là bên dưới sẽ có phân loại sẵn cho các bạn nhiều nhóm laptop khác nhau, như là chúng ta sẽ có laptop đang có khuyến mãi sốc, laptop gaming đồ họa, laptop giá rẻ, laptop sinh viên văn phòng hay là laptop mỏng nhẹ. Và cái việc sắp xếp vô cùng khoa học này sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian và có thể dễ dàng tìm kiếm được chiếc laptop phù hợp với mình hơn. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể theo dõi các chương trình khuyến mãi lớn trên banner hiện ra phía trên này. Việc săn laptop giá rẻ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và một điều đặc biệt khi mà các bạn mua hàng online đó chính là thông thường giá bán khi mà các bạn mua online nó sẽ thấp hơn giá khi mà các bạn mua offline tại shop rất là nhiều. Như là chiếc HP Envy 13 phiên bản Core i7 mình đang có ở đây, các bạn có thể thấy là giá của nó là 27.490.000 đồng. Tuy nhiên khi mà các bạn mua online á thì giá bán của nó chỉ còn là 25.990.000 đồng thôi. Nó thấp hơn đến tận 1.500.000 khi mà các bạn mua hàng bằng cách là ra shop mua thì nó sẽ rất là tiện lợi. Và những cái chương trình này thì nó sẽ thông thường có thời hạn. Như là chương trình mình đang xem ở đây là nó sẽ đến ngày 30 tháng 9 nè. Vì vậy khi mà các bạn muốn mua một cái sản phẩm nào đó sau khi mà tìm hiểu thông tin rồi thì chúng ta cố gắng săn những cái đợt khuyến mãi giảm giá như thế này. Khi mà mua online thì các bạn đặt mua sẽ lợi hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ được hưởng rất là nhiều những cái ưu đãi khác từ sản phẩm, như là tặng lót chuột không dây nè, rồi tặng tai nghe nè, cũng như là combo các bạn sẽ được tặng office nè và từ miễn lạc việc rất là nhiều. Khi mà mua laptop online tại FPT Shop thì các bạn sẽ được hỗ trợ giao hàng tận nơi trong thời gian ngắn nhất. Tùy theo cái địa điểm mà các bạn nhận hàng mà cái khoảng thời gian giao hàng nó sẽ chênh lệch, và cái khoảng nhanh nhất là chúng ta sẽ được nhận hàng sau 1 tiếng đồng hồ các bạn đặt hàng. Ngoài ra với những cái sản phẩm mà đang có chương trình giảm giá khi mua online thì các bạn cũng có thể chọn tùy chọn là mua hàng online trên web sau đó đến shop để nhận hàng thì các bạn sẽ được mua hàng với giá rẻ hơn nè, cũng như là nhận hàng sớm nhất nữa.
Khi mà mua một cái mặt hàng công nghệ với giá trị lớn như vậy thì cái việc bảo hành sẽ là một cái việc mà các bạn quan tâm nhất, đúng không? Thực ra thì sự khác biệt giữa mua hàng online và mua hàng offline tại UTShop đó chính là các bạn sẽ không phải ra cửa hàng để mà mua thôi. Còn lại tất cả những cái khác như là bảo hành nè, hỗ trợ kỹ thuật sau khi mà các bạn mua hàng thì các bạn sẽ vẫn được hưởng trọn vẹn hết, với đầy đủ những cái giấy tờ này, giấy chứng nhận, phiếu bảo hành sẽ được gửi kèm trong hộp khi mà gửi hàng về nhà cho các bạn luôn. Việc mua smartphone online, tại vì mỗi hãng smartphone sẽ có cách tối ưu khác nhau, nhiều khi là cùng một cái thông số đó, tuy nhiên là mỗi hãng lại cho ra một cái trải nghiệm khác nhau. Còn khi mà các bạn mua laptop thì cái điều mà chúng ta quan tâm nhất đó chính là về cái vẻ bề ngoài của sản phẩm nè, về cái độ dày, độ mỏng nó có thích hợp với lại cái công việc cũng như là cái môi trường mà mình sử dụng máy hay không. Thì tất cả những cái điều đó các bạn đã có thể xem trên trang web rồi. Còn lại về cấu hình của máy thì cũng đã được thể hiện đầy đủ trong cái phần thông tin cấu hình chi tiết mà các bạn có thể xem ở phía dưới này, bao gồm này, kích thước nè, độ dày, độ mỏng, những cái cổng kết nối cũng như là những cái tùy chọn cấu hình. Thì laptop thì nó chỉ có một vài tùy chọn cấu hình rất là đơn giản thôi, cho nên là tùy vào những cái nhu cầu cũng như là cái điều kiện tài chính của mình mà các bạn có thể lựa chọn như là i3 này, i5 này, i7 rất là dễ dàng và rành mạch ở trên trang web của FPT Shop. Như vậy thì có thể thấy là khi mà các bạn muốn mua một chiếc laptop nào á thì không cần phải cất công ra tận shop, sau đó tự lựa chọn rồi trải nghiệm sản phẩm rồi mới có thể mua được, mà các bạn có thể tự mình search những cái thông tin trên mạng và sau đó tìm ra một cái mẫu laptop phù hợp với mình nhất. Sau đó các bạn có thể lên trang web của FPT Shop và xem qua về cái mẫu sản phẩm đó, có đầy đủ những video nè, bài viết, hình ảnh chụp chi tiết những cái góc cách của sản phẩm đó thì các bạn sẽ có thể dễ dàng đưa ra quyết định lựa chọn hay không. Bên cạnh đó thì khi mà các bạn mua sẽ được hưởng mức giá thấp hơn nè, kèm theo đó là rất nhiều chương trình ưu đãi và giao hàng rất là nhanh nữa. Như vậy thì ngại gì mà chúng ta không mua hàng online tại UTShop shop, đúng không? Đối với những bạn nào mà chúng ta không có thời gian ra shop để mà lựa chọn, hoặc là các bạn muốn mua một cái sản phẩm laptop với mức giá tốt hơn thì các bạn có thể lựa chọn phương thức mua hàng online này nha. Và nếu các bạn còn có bất kỳ câu hỏi nào về việc mua hàng online laptop tại UTShop thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.